Nam-mô-tát-sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam-mô-tát-sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam-mô-tát-sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Chúng con thành kính đảnh lễ Đức Bổn Sư, Ngài là Bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh biến chi do Ngài trường độ không thể chỉ dạy. Bụt tham sa ga năng ga cha mi tham ma sa ga năng ga cha mi sang ga sa ga năng ga cha mi. Chúng con thành kính đảnh lễ chư Phật, chúng con thành kính đảnh lễ chư Pháp, chúng con thành kính đảnh lễ chư Tăng. Hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2020, chúng con cùng nhau sinh hoạt tụ tập Phật pháp kinh điển chư thiên chư long thần Phật pháp chư thiên cõi trời chư thiên vương gia hộ, thì chúng con tụ tập được nhiều lợi lạc lớn. Tam ma sa ba na ka lo yam ban dan ta. Dạ mô Phật, xin kính chào tất cả các bạn trên live. Thì hôm nay mình cũng được may mắn sinh hoạt được, mặc dù có trở ngại kỹ thuật, thì đây cũng là điều rất là may mắn cho mình. Thì trong khi sinh hoạt á, quý vị thấy có những vị nào muốn vào mà không được á, quý vị cho tôi biết để tôi có thể add tên người đó vào. Thì hôm bữa thứ ba tôi chia sẻ với vị bài kinh Tham Luyến, một phần liên hệ về cái tham luyến đối với ngũ uẩn, sự tiến trình của cái ngũ uẩn đã sinh hoạt như thế nào. Thì tôi xin được ôn lại thứ nhất và thứ hai để có vị nào chưa nắm vững hay là kỳ rồi không có sinh hoạt á, thì để mình có dịp ôn lại, mình nhắc lại. Đồng thời quý vị cũng có cái câu hỏi hay những gì chỗ nào không rõ để tôi có thể phát triển cho nó đầy đủ cái ý nghĩa, thì tôi mong muốn rằng như vậy. Quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ nghe rồi. Thì kỳ rồi á, mình sinh hoạt qua cái bài kinh này thì biết á, thì khi mà sắc thọ tưởng hành uẩn khi mà nó phát sanh á, thì luôn luôn có thức được là an trú nơi cái chỗ sắc thọ tưởng hành thức. Tại vì khi mà sắc phát sanh lên, nó là nơi và cái sở duyên khiến cho thức được an trú tăng tịnh. Thì tôi đã trình bày quý vị khi mà sắc thọ tưởng hành thì có thức được an trú, bậc giác và phàm phu đều giống nhau. Mỗi lần có sắc là có thức trọng, mà sự thật quý vị biết học tâm thì thọ tưởng hành thức không ngoài là có tâm mới là có thể hiện sắc thọ tưởng hành thức. Thì khi mà một cái tâm xuất hiện thì luôn đầy đủ có sắc thọ tưởng hành thức. Thì á, chúng sanh, người phàm phu hay bậc trí đều giống nhau, nhưng có cái á, chị cái gì chờ tôi, á chị sinh ra, chị Diệu Thanh đi chờ chút chút, không trở ngại quá. Thì mỗi lần sắc thọ tưởng hành thì có thức an trú, thì phàm phu hay là bậc thánh đều có, nhưng mà bậc thánh có cái khác biệt là không có tham luyến. Cho nên khi mà thức được an trú chỗ nào thì hoàn toàn có sự tham luyến ngay chỗ đó. Chính cái sự tham luyến á, nó là môi giới cho sự sanh tử luân hồi liên tục. Thì đối với bậc thánh á, không có sự tham luyến, cho nên ngài thấy nghe biết sắc thọ tưởng hành và thức thì thấy biết được hoàn toàn nó là một cái chân đế. Chẳng hạn tôi xin nói các ngài thấy thọ, thọ thì thọ lạc, thọ khổ, thọ hỷ, thọ ưu, bất lạc bất khổ. Nhưng á, mình á, khi mà thấy thọ có sự tham luyến thì sự cảm thấy cái feeling á, cái nhận qua cái tham luyến của mình thì nó khác biệt. Cho nên cái tham luyến là hình thức cái chỗ đó.
Cho nên khi mà cái thức mình có tham luyến á, thì trong thời hiện tại đối với cái thức của mình á, là một cái sự giao lưu, là sự trao đổi thông tin giữa các căn trần và cái thức cũng như sắc thọ tưởng hành, nó đang hoạt động hàng ngày. Mỗi khi mà nó xuất hiện trong tâm hay là mình nhận thức qua cái ngũ uẩn, nó được trao đổi cái tín hiệu từ một đứa bé sơ sinh không biết gì và nhận thức, chẳng hạn như khi rồi mình thí dụ với đồng tiền, thì mới lớn lên thì đứa bé chỉ biết đồng tiền, nó đâu biết giá trị, nhưng mà lớn lên lần lần do cái tưởng và cái thức được giao lưu, được đó là trao đổi, thì thức càng ngày càng biết cái này đồng tiền, đồng tiền này 1 đồng 2 đồng, 1 đồng 2 đồng, thì biết được như vậy có sự khác biệt rồi, thì từ biết mới mua được đồ ăn. Thì đó là cái thức, nghĩa là hàng ngày và cái môi trường mình sinh sống mình thấy biết nó được như vậy đó. Nhưng mà khi lớn lên đối với người trí thì cái sự cái thức nó sẽ trở thành cái trí, từ một cái việc cái thức biết được đưa đến cái sự bất thiện và cái sự huân tập, cái hiểu biết tăng trưởng cái trí tuệ, mình thấy cái sự sai biệt giữa cái bất thiện và thiện, thì nhờ giáo pháp đó thay đổi mình từ một người phàm phu đến bậc thánh. Thì bậc thánh lần lượt lọc bỏ những cái tham luyến đó và đưa đến không có sự chấp thủ. Cho nên khi cái vị ấy đến khi mà xả chấm dứt cái thân uẩn của mình, thì cái thức không có sự tham luyến, các ngài thấy chỉ chấm dứt sự sanh và diệt. Còn mình á thì chấm dứt sự sanh mà muốn, khi diệt thì lại không muốn. Cho nên mình cái thức đó nó làm giao lưu cho cuộc sống mình giữa hai cái tôi trình bày kỳ rồi quý vị đó, giữa danh sắc và thức. Mình còn sống danh sắc và thức, thì cái danh sắc đó là các căn, là cửa để đưa vào những cái dữ liệu cho cái thức được nuôi dưỡng, cứ việc tiếp tục ngày này qua ngày kia, thì cái giai đoạn danh sắc diệt, tức là sắc thân diệt, cái thức nó còn lại chứa đựng những cái gì đó. Kim Phượng vô được hả Kim Phượng? Dạ, con mới vô lại chú lấy vô. Thôi Không được vô rồi được. đó, thì bây giờ cái giai đoạn tử á, thì cái thức nó không có cái danh sắc, thì đương nhiên vì cái tham luyến mới nhập thai, mới tìm bầu thai. Thì trong khi thọ bầu thai đó là tại vì cái thức á, là chủ động, là nhân, là duyên để nuôi dưỡng cái bầu thai đó. Nếu mà thức không nhập vào bào thai đó thì cái thai nó không bao giờ sanh được. Thì trong khi giữa người mẹ và cha có cái sự thụ thai đó, là cái thức nó chen vô thì mới có sự một cái chúng sanh ra đời. Thì cái thức á, cái tiến trình của ngũ uẩn nó là như vậy, người phàm phu hay bậc thánh nó giống nhau cái chỗ đó, nhưng mà bậc thánh không có tham luyến. Khi chấm dứt một cuộc đời, chấm dứt một cái kiếp, thì các ngài thấy sanh diệt là chấm dứt. Còn mình đó thì luyến tiếc những cái gì trong quá khứ, những cái gì mình ôm ấp, những cái gì mình không thành tựu, những gì bất mãn, cho nên có một sự tiến trình sanh tử luân hồi. Thì kỳ rồi á mình đi đến cái phần đó, thì tôi ôn lại nhanh để cho quý vị nào mà chưa có nắm vững, hoặc là có câu hỏi thêm, hay những vị nào chưa có được nghe kỹ, nghe kỳ rồi mình sinh hoạt á, thì quý vị được ôn lại. Rồi sau đó tôi sẽ làm cái video quý vị xem lại sau. Thì tạm thời tới đây tôi chỉ ôn lại để dành thời giờ mình đi cái phần kế tiếp. Giờ mời quý vị có những cái câu hỏi, có sự đóng góp thêm, có cái gì không rõ trong cái phần kỳ rồi không, cái gì lên tiếng. Nếu không thì mình đi tới cái phần hôm nay. Thì hôm nay mình đi tới cái phần hôm trước á, thì mình đi thẳng vào sắc thọ tưởng hành thức. Thì hôm nay mình sẽ đi tới cái phần sắc thọ tưởng hành thức giới. Thì cái giới này nó thuộc về, nó rộng rãi chi tiết hơn, nó đi tới 11 chi pháp, nhưng mà tôi không có đi rõ chi tiết, tôi chỉ giới thiệu qua những cái giới của sắc thọ tưởng hành thức, mà cái thông thường mục đích là mình ôn lại trong những cái gì mình tu tập trước, cũng chẳng có cái gì mới, nhưng mà
để nhắc lại cái ý là mình làm sao mình nhận, thứ nhất cái sắc thọ tưởng hành thức nó thể hiện như thế nào, nó liên hệ với tâm, và cái dính mắc là cái tham tham luyến, nó thể hiện qua sáu căn của mình. Cái tham luyến đó để mình nhìn thấy kỹ, mình nói là mình biết, nhưng mà sự thật á, nó đi từ cái thô bình thường ở ngoài, nhưng mà khi đi vào giới, ngũ uẩn giới á, thì quý vị thấy rằng, quý vị thấy nó rất là, nghĩa là bao la, thấy mình càng biết chừng nào á, càng thấy, thì nó những cái phần vi tế á, mình sẽ phát hiện. Nhờ những cái điều này thì mình mới tư duy, mình thấy rõ được cái sự ngộ ứng, sự nắm bắt của mình như thế nào. Thì bây giờ tôi nhờ chị nào mở bài lên được, quý vị đọc ngay chỗ trang số 2, quý vị mở bài lên được chưa, quý vị lên Dạ, tiếng. được rồi. Quý vị nào đọc đi, đọc trang số 2 từ số 6, 10 đến 11, cái phần đoạn kinh đó, hai đoạn kinh đó. Mời vị nào đọc. Như hợp chương đọc hả? Rồi, Ngọc Trân đọc đi, không có người nào lên tiếng thì chị đọc đi. Tham luyến đối với ngũ uẩn giới này các tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo đoạn tận tham đối với sắc giới, ở giới, Ngọc Trân Dạ, đã con quên xin mở đọc được bài giới, trước. thành giới do tham À, liên lực. chị Ngọc Trân đọc rồi, rồi. Nghe, nghe không Dạ, Thu Nguyễn? con nghe ạ. À, rồi Con nghe. chị Ngọc Trân đọc lớn lại, chị đọc lớn lại. Dạ. Do tham liên lực đoạn tận, sở duyên được cắt đứt, chỗ y trị của thức giới không có hiện hữu. Đoạn kinh này cũng như đoạn năm như, nhưng nói rộng hơn đến các điều liên hệ của các uẩn uẩn giới. Giới ở đây là những điều kiện có thể liên hệ với các uẩn hòa Không có xứ, nghe được hả chú cũng ơi? như các chi phần quá khứ, hiện tại, tương lai, thô tên, thắng liệt, nội ngoại, gần sát và giới của nó. Không có chỗ y trị ấy, thức không tăng thịnh, không có động, được giải thoát. Do giải thoát nên được kim trú, do kim nên được tri túc, do tri túc nên không ưu não, do không có ưu não nên tự cảm thấy tịch tịnh hoàn toàn. Bài kinh này nói thức là nơi nương tựa sự tham luyến đối với ngũ uẩn, nói rộng hơn thức nghiệp bất thiện, nghiệp thiện. Nếu không chỗ an trú và sở duyên cho thức, tức không hiện hữu được, không có sự tăng, không có hành động, người ấy giải thoát, kiên trú, tri túc, không ưu não, thành tựu, chánh trí. Chỗ an trú và sở duyên cho thức là sắc thọ tưởng hành. Quỷ ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm, đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. À, dạ thôi được rồi, cảm ơn chị. Ngọc Trân với Ngọc Trân vừa đọc đó thì Thu Nguyễn với Kim Phượng á, vô cái đường dây khác cho nên không có nghe được phải không? Phải Dạ Thu Nguyễn. đúng, bên đó không nghe. Dạ con không nghe được cái À, hứa gì. nhưng mà nghe tôi Em nói được cũng cái gì không phải nghe không? nữa. À, Dạ chị em cũng nghe chú được. em cũng không Bên nghe. này mấy gì đó Như Thanh cũng Thanh không cũng nghe không đâu, nghe chú nói thì nghe nghe. được, À, nhưng thôi mà được Ngọc rồi vậy. Trân đọc không nghe Giờ tạm được. thời tại vì cái đường dây nó hai hai line, thấy không, cái tám người á, thì nghe được. À, còn mà một đường dây này và cái đường dây khác á, nói không có nghe được, mà chỉ có nghe được tôi nói thôi. Thôi thì bây giờ mình tạm thời mình đồng ý cái chỗ đó. Thì bây giờ qua cái bài kinh này á, thì Đức Phật nhắc lại á, là cái phần hôm trước mình học á, là về giới, về sắc thọ tưởng hành thức nó đơn giản, nhưng mà về giới á, thì nó đi vào chi tiết. Thì trong cái đoạn kinh á, số 5 và 11 á, quý vị sẽ thấy khác biệt nhau như thế này. Đoạn kinh số 5 á, nói về sự mà chấp thủ về cái
sắc thọ tưởng hành và cái thức do tham liếm. Đây, thì cái đoạn kinh số 5 này để tôi đọc hai nhóm đều nghe được. Đoạn kinh số 5, nếu quý vị mở kinh đó, thấy số 5 nói như thế này: này các tỳ kheo, ai nói như sau ngoài sắc thọ tưởng hành, tôi sẽ chỉ rõ sự đến hay đi, sự diệt hay sanh, sự tăng trưởng, sự tăng thịnh hay sự lớn mạnh của thức. Sự việc này, sự việc như vậy không thể xảy ra. Thì đối với ngũ uẩn á, không có thức á, thì không bao giờ biết có sắc thọ tưởng hành, cũng không thấy được tâm. Quý vị đồng ý cái chỗ này không? Bởi vì cái thức á, là nó bao gồm tất cả những cái sắc thọ tưởng hành. Mà cái thức á, quý vị đã biết rồi, thì chút nữa mình đi vô cái phần mà thức xứ á, quý vị sẽ thấy. Nếu mà sắc thọ tưởng hành thức, xin lỗi, sắc thọ tưởng hành mà không có thể hiện thì không có thức, thì không có nói được cái sự tăng trưởng từ đứa bé trở lên. Cái thức, cái trí nó biết như thế nào, nó phải thể hiện qua ngũ uẩn. Sắc thọ tưởng thì có, sắc thọ tưởng hành thì có thức, tức là có một cái tâm. Nói cả đoạn, ý đoạn kinh nói như vậy, tức là mình không có những cái phần sắc thọ tưởng hành thì không bao giờ có cái thức để mình biết được là một cái chúng sanh nó như thế nào hết. Đoạn kinh 11 á, mới nói như thế này: không có chỗ y chỉ ấy, không có chỗ y chỉ ấy, tức là y chỉ cái gì? Y chỉ cái sự sanh diệt, cái sự hoạt động của cái ngũ uẩn và cái sự tham luyến như thế nào. Là như đã tôi trình bày, chính vì cái tham luyến mà cái thức là môi giới cho sự sanh tử từ kiếp này tới kiếp khác. Cho nên nói như thế này: không có chỗ y chỉ ấy, thức không tăng thịnh, không có hoạt động được giải thoát. Do giải thoát nên được kiên trú, do kiên trú nên được tri túc, do tri túc nên không có ưu não, do không có ưu não nên tự mình cảm thấy tịch tịnh hoàn toàn. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không trở lui trạng thái này nữa. Thì một chúng sanh như mình sống một cái bình thường, qua những cái hình thức mình nghe thấy biết cái khái niệm của đời tục đế của mình, mình thấy rõ được như vậy. Và nhờ thấy rõ được như vậy, và Như Lai là người dựng lên một cái sự thật, một cái chân thật, thì mình đã biết được cái giáo pháp của Như Lai, mình thấy được cái chân thật. Thì từ đó mình mới thấy được cái tiến trình của ngũ uẩn như thế nào, thấy được cái thức nó đi như thế nào, qua thể hiện sắc thọ tưởng hành cũng như cái tâm sanh diệt của mình. Thì từ đó mình thấy được cái sự chân thật. Thì y chỉ đó là, tức là mình không có chỗ y chỉ, là không có theo chiều hướng sanh tử luân hồi. Thì người đã tri túc, có kiên trú, có tri túc, có tri túc nên không có ưu não, tức là thực hành đúng theo một cái người thấy được những cái điều gì đáng làm, dầu có sự vị ngọt như thế nào, vì ấy vẫn tri túc kham nhẫn để mà đi đến cái chỗ hoàn toàn chấm dứt cái sự tham luyến. Thì đoạn kinh 11 đã nói như vậy. Đó, thì tôi trình bày cái phần đoạn kinh này giữa số 5 và số 11 đó, để quý vị thấy rằng sự liên hệ của cái ngũ uẩn và cái giới ngũ uẩn nó ý nghĩa là như thế. Tức là ngũ uẩn thì đơn giản, mình thấy qua như vậy, nhưng mà nói về giới á, thì sẽ đi thấy những chi tiết tại sao mình phải tư duy mình thấy. Chẳng hạn như mình nói mình liên ái một cái sắc, thì cái sắc thường thường mình thấy sắc ở nghĩa cái thân mình hay là những người thân mình, nhưng mà nó vi tế lắm, là tại vì nó qua cái giới, cái sắc giới. Thì mình trình bày những cái sắc giới, thọ giới, tưởng giới, thức giới và hành giới và thức giới, để mình đi thấy sâu sắc nó như thế nào. Thì tạm thời tôi dừng ở đây. Thì quý vị có đóng góp nào giữa cái phần mình cái tham luyến ở nơi sắc thọ tưởng hành và thức, và đối với cái sắc thọ tưởng hành thức giới, cái
sự khác biệt như thế nào và mình cần phải có những cái điểm gì để tu tập. Xin mời quý vị đóng góp phần này, hoặc là có những cái câu hỏi hay là những cái trải nghiệm trong sự tu tập của mình. Mời quý vị lên tiếng ạ. Tôi thấy bạn Ngọc Ấn gọi mà không biết có vào được hay không ạ. Quý vị lên tiếng, đâu mất hết rồi. Quý vị có đóng góp gì thêm phần này không? Quý vị có nghe không ạ? Ủa? Dạ nghe, nghe. Dạ có nghe. Quý vị có đóng góp thì lên tiếng, còn không thì tôi xin mời chị xin nghe đóng góp thêm cái phần này, chị xin nghe. Cái phần này đó là em thấy đối với người tu á, mà chưa có nắm hết cái căn bản đó, khó mà có thể hiểu được, mà cũng có thể khó mà trình bày được. Tại vì trong cái như sắc thọ tưởng hành á, và nếu mà cái sự tham luyến nó khởi lên, dù như đối với cái sắc thì chúng ta nói không tao nghe ra được. Rồi nhưng mà bây giờ cái thọ tưởng hành á, nó có những cái nó rất là nhanh và nó thay đổi như thế. Rồi qua cái giới á, thì nó còn có cái giới thì nó có cái quá khứ, vị lai, hiện tại, rồi nó có những cái thô, cái tế, cái xa, cái gần, cái trong, cái ngoài, vân vân. Thì trong cái giới đó nó nhiều cái khía cạnh. Thì vậy cho nên mà khi mà học về cái kinh đó, thì em thấy rằng cần phải nắm vững hết những cái định nghĩa đó, hay cái điều kiện đó, thì mới dễ, có thể dễ mà hiểu được và có thể phân tích thì tu tập được. Vì trong cái này nếu mà thấy được cái sự nghĩ gì hết cái tham luyến á, tham luyến trong cái sắc thọ tưởng hành á, và ngay cả thức luôn đó, thì nếu mà cái sự tham luyến đó mà nó được chấm dứt á, thì tất cả mọi sự việc nó được giải quyết. Nhưng mà cái những cái tham luyến á, nó khởi phát từ đâu và nó do cái gì nó thịnh hành vào cái tham biến đó, thì đó là cũng cả một cái quá trình để mà nhìn thấy dòng tu tập. Thì chỉ có một cái pháp môn, mà không phải một pháp môn, nhưng mà cái pháp môn mà tu tập mà dễ nhận ra đó nhất á, là cái tứ niệm xứ. Thì thấy nó khởi lên như thế nào trong cái quá trình vận hành của cái tâm á, thì thấy được á, thì lúc đó mới biết được cái sự hiện hữu của tham luyến nó khởi lên như thế nào. Thành ra cho nên trong cái bài kinh này nè, nếu mà mình mà học thì để mình hiểu thôi, nhưng mà cái sự hình thành của nó đó, thì trong cái những cái nghiệp thiện hay là cái nghiệp bất thiện, nó cũng tiềm ẩn trong đó một cái tôi, một cái sự hiện hữu của cái tôi nó khởi lên. Do cái tôi nó hiện lên, chính cái tôi đó là cái sự ghi nhận sai của cái tưởng á, là một cái gọi là cái tà tưởng, thì nó nằm ở trong cái thức rồi. Thành ra cho dù người có tu tập lâu nhưng mà không nhận ra được điều này, cho nên khi mà nghĩ tới cái sự tái sanh á, bao giờ người ta cũng nghĩ là tôi đi tái sanh. Thành ra và cũng nghĩ rằng là tôi, thí dụ như bây giờ mình ở đây mình làm phước, thì mình cũng mong rằng là cho kiếp sau con được gặp cái này hay gặp cái kia, thấy được cái này kia. Nhưng mà trong cái tiềm thức đó, cái tôi á, nó dẫn dắt đi, là một cái sự mà hình thành ra cái ngũ uẩn, và giờ mong có cái sự tái tạo ra cái ngũ uẩn, cái gọi là cái hữu á. Em thấy bài kinh này á, tuy là ngắn nhưng mà rất là sâu, và cái sự mà hiểu được cái tham luyến ở trong cái tâm á, cái sắc thì cũng có tham luyến rất là khó thấy. Thành ra cái mình hiểu thì hiểu sơ qua như vậy thôi, hiểu đại khái. Thì còn cái mà để mà tu tập vào cái này nè, nó còn một cái quá trình để mà ví dụ nhận ra được cái thiện bất thiện là như thế nào,
phải xả bỏ cái thiện như thế nào, trong cái sự hình hành của cái tôi nó ra làm sao đó, thì mới có thể chặn đứng được cái tham luyến. Thì đó là cái ý kiến của cái sự thấy của em như vậy, em xin chia sẻ. Dạ sa thú. Quý vị khác có nghe hết trơn giờ được chưa? Dạ không có nghe gì hết. Chị Ngọc Trân không có nghe nãy chị Xuân Nga nói gì hả? Không, không nghe, không nghe. Em cũng không nghe chị Ngọc Trân nói. Thôi bây giờ chỉ có một mình anh nói là nghe thôi. Vậy hả? Rồi, trục chặt rồi. Thôi quý vị, để tôi nhắc lại. Thì chị Xuân Nga nói đó, cái bài kinh này rất là ngắn nhưng mà nó rất là sâu sắc đối với cái vị nào mà không có cái phần căn bản thấy rõ được cái tiến trình của ngũ uẩn như cái tâm như thế nào đó, thì mà khó nhận biết được đó, cho nên cần phải thực hành những cái pháp tu là như thiền tứ niệm xứ để mình nhìn thấy rõ những cái phần chi tiết đó. Thì giai đoạn đó thì tạm thời mình chỉ học cái những cái khái niệm gì qua cái sự tham luyến thế nào để mình đoạn diệt. Thì đại ý nói gì tôi cũng rất là đồng ý. Tôi cũng trước khi tôi đưa cái bài kinh này đó, không phải mình đi hết chi tiết nhưng mà mình chỉ dẫn dụ vài cái thí dụ để quý vị sáng tỏ cái nhìn thấy rõ được cái đối với ngũ uẩn như thế nào. Thì đa số mình như trong cái kinh nghiệm đời tu tập tôi bấy lâu nay á, thì mình thấy rằng cái ngũ uẩn mình thấy sắc thọ tưởng hành thức, mình tưởng như nó không biết, nhưng mà sự thật qua bài kinh này mình mới thấy là nó không phải đơn giản gì đâu. Thì mình phải nhìn, như chẳng hạn mình phải cần thí dụ, mình phải cần thí dụ là như thế này. Khi mình nhìn thấy, tôi thí dụ thôi, thí dụ như mình nhìn thấy một cái người tham luyến gì sắc đẹp, tham luyến gì sắc đẹp, chăm sóc thân thể mình có thể tốn kém một số tiền nào đó hàng ngày để mình giữ gìn cái sắc đẹp mình, mình thấy là mình an vui hạnh phúc. Thì chợt một buổi nào đó mình thấy có những cái tóc bạc thể hiện lên, thì mình thấy sao? Thì đó những cái hình thức mình đang nắm bắt cái sự tham luyến, nó thể hiện như vậy. Mình không có thấy, mình nghĩ rằng cái khái niệm của mình, mình tốn tiền gì, mình sắc đẹp này kia như vậy, bây giờ tóc bạc, mình thấy như vậy, mình phải tìm cách suy nghĩ nhổ hay là nhộm hay là uống thuốc hay này kia, thì đó là những hình thức là tham luyến. Đó là nói đó. Hoặc là mình nghe một người nào nói một cái tiếng nó là bức xúc mình phản ứng, thì cái đó hình thức đó là cũng là tham luyến. Rồi mình tu tập mấy lâu nay mình nhìn thấy qua những cái tiến trình từ thăng trầm, từ cái sự đấu tranh, từ cái sự hơn thua, bây giờ mình thấy lần lượt người ta nói một tiếng, thì bây giờ lúc trước mình phải cãi giả lại, mình tranh chấp, thì bây giờ mình thấy người ta nói mình thấy cũng chẳng có cái gì mà đáng để ý. Nhưng mà như vậy là mình thấy được cái sự thể hiện tham luyến, nó cái sự thay đổi. Đó là những cái phương pháp mình tu tập, mình nhìn thấy sắc thọ tưởng hành, thì cái thức nó mình phải nhận biết nó đang thay đổi như vậy. Từ cái thô mình cãi giả, bây giờ mình nhìn mình không có, nhưng bây giờ lại cái người đó lại nói hoài mình chịu không nổi, thì sao? Mình cũng sân, đó là cái thuộc về tế. Thì mình nhìn thấy cái thể hiện cái ngũ uẩn và cái tâm nó như vậy, thưa quý vị. Tại vì mình không có để ý, mình không có để ý, nhưng mà sự thật ra nó là nó như vậy. Nếu mình biết được như vậy thì mình thực hành thiền, mình nhìn thấy tất cả những cái đó thể hiện qua cái căn trần do cái xúc. Quý vị cũng được chia sẻ cái rồi, cái sự thành hình của cái ngũ uẩn do cái xúc, thức thì do danh sắc, còn những cái khác là xúc, nó thể hiện thọ tưởng hành. Thì tất cả quý vị đã biết rằng mình đã học cái cơ bản nó như vậy. Thì chẳng qua là có cái xúc là khi căn trần nó tiếp xúc, nếu mà không có nội sắc ngoại sắc thì nó không có phát sinh cái thọ. Thì chính cái thọ đó là Đức Phật dạy, chút nữa mình đi tới cái phần thọ giới, thì mình làm chính về cái thọ chỉ có đơn giản là lạc khổ bất lạc, bất khổ bất lạc, hoặc là có ưu
à, hoặc là có xã nói năm à, hay là nói nhiều hơn thì chút nữa mình nói, thì chính cái đó là cái chính đó là lạc khổ, bất lạc bất khổ, hay là cái xã. Nhưng tại vì mình tham luyến mình mới cảm thọ. Quý vị đọc kinh đó, thường thường sau này nói là cảm thọ không là là qua cái lộ trình tâm, là tại vì có cái sự tham luyến dính mắc nó mới cảm thọ. Chứ sự thật cái thọ đó thì mình học đó, cái tâm quan sát thọ xả, thọ hỷ, nó như vậy thôi. Rồi tham thọ hỷ, tham là thọ xả, tâm tham thọ xả, tâm tham thọ hỷ, hoặc là sân thì thọ ưu, nó chỉ đó thôi. Nhưng mà mình vô bị cảm thọ thì chính cái đó là cái tham luyến dính mắc. Thì đó là cái hình thức để mình nhìn thấy được cái tiến trình ngũ uẩn và cái tham luyến đó mình bây giờ. Theo cái kinh nghiệm và cái sự hiểu biết của tôi là mình chỉ nhìn ngay chỗ đó trước để thấy sự tham luyến như thế nào. À, thì đó là cái phần đầu ý của tôi muốn trình bày quý vị là qua cái giai đoạn đó. Kế tiếp phần thứ hai á, để mình có dịp để mình nhìn thấy những cái chi phần cái giới á, rộng rãi ra, để mình thấy rằng lần lượt mình có thể thể hiện qua những cái điều này. Đó, thì tôi rất tiếc rằng hôm nay mình sinh hoạt á, cái vấn đề mà nói chị Xuân Nga thì tôi mong muốn chị Xuân Nga đóng góp, mà nhưng mà chị Xuân Nga nói á, thì quý vị không có nghe được. Bây giờ tôi mình thử cái này nha chị Xuân Nga, bây giờ chị ra thấy không, à, chị ra rồi chị vào lại thử coi sao nghe chị Xuân Nga. À, dạ thử coi. À, chị Xuân Nga nói mấy chị khác nghe không chị Xuân Nga? Dạ. Để anh coi xem. Mấy chị cái khác nghe được cho chị Xuân Nga nói không? Dạ bây giờ nghe được rồi. Đó 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 thôi rồi một phần. Nãy không có nghe bây giờ. À, giờ chị nghe được rồi chị Xuân Nga. Dạ. À. Để em coi cái chỗ cái camera đi tắt cái camera. Rồi đó, rồi giờ một phần vậy là được. Thôi giờ chị nói là tất cả đều nghe, thì tôi đã trình bày chắc chị cũng nghe tôi nói rồi, thì giờ chị đóng góp thêm cái phần ý kiến là cái phương pháp mình đây tu tập không phải là cái văn tự mà cái kinh nghiệm để mình chia sẻ thực tế trong cái đời tu sống tu tập. Em cũng muốn chia sẻ là cái trong kinh Đức Phật cũng nói là cái thức ăn á, trong cái bốn loại thức ăn á, thì để mà cho cái thức thực á, tức là cái thức ăn của thức á, thì mình cũng đã học qua rồi những cái gì là những cái thức ăn của thức, rồi những cái tư niệm thực, những cái điều mà những tư niệm thì nó cũng là đi vào trong đó. Mặc dù là gọi là đoàn thực á, thì mặc dù nó chỉ là nuôi cái cơ thể, nhưng mà trong cái đoàn thực nó cũng ảnh hưởng vào, nó cũng là một cái thức ăn, nếu mà mình ham đắm thì đó nó cũng là một cái chỗ mà để nuôi dưỡng cái thức thực. À, nó là một cái thực phẩm cho thức, thì ra cái thức mà cứ được nuôi dưỡng làm cho tăng trưởng, thì cái dòng gọi là cái sự tái sanh đó, nó luôn luôn nó có. Vì vậy cho nên khi mình tu tập đó, mình phải cố gắng làm sao mà ngăn ngừa những cái thực phẩm nuôi dưỡng cái thức đấy. Thì cái thực phẩm nào thì để nuôi dưỡng cái thức thì nó cũng là cái trở lại nó là cái biến mái, chính là cái tham đắm vào trong những cái sắc thọ tưởng hành á, thì cái đó đó nó là cái thực phẩm để cho cái thức nó được tăng trưởng. Và khi nó tăng trưởng thì nó tích tụ lại, tích tụ nó trở thành một cái gọi là nó làm cho cái ngũ uẩn nó được thành hình. Và khi mà cái thân xác này mất thì đương nhiên là cái thức đó nó phải cần có một cái chỗ nương dựa là cái danh sách để cho nó tiếp tục cái quá trình của nó. Thì những cái mà gọi là cái liếm ái hay là cái ái trước đó, đặc của cái quá khứ và cái hiện tại thì đó. Rồi những cái đó nó nên được tích trữ lại, nó nuôi dưỡng và nó tăng trưởng cái thức
cho cái tương lai. Thành ra khi mà một cái đứa trẻ mà sinh ra đó, mặc dù mới đầu nó sinh ra thì nó chưa có cái sự tiếp xúc, nó chưa có biết gì hết, nhưng mà nó sẽ thông nhận rất là nhanh, thông nhận rất là nhanh. Không, cái này nó biết liền cái này là thế nào là nguy hiểm, cái kia là thích thú, cái nào nó thông nhận liền. Là không phải là nó chỉ học ở trong cái quá khứ này, mà nó đã được tiềm ẩn ở trong cái quá khứ, nó không phải trong hiện tại này, mà nó được tiềm ẩn trong cái quá khứ, và nó được gọi như là nó được tích tụ ở trong cái sắc này. Thành ra khi mà nó vừa gặp một cái cảnh nào đó, chỉ cần trong vòng một hai lần là nó phát huy ra những cái gì mà nằm ở bên trong cái nhiễm học đó. Vì vậy cho nên mà nhìn cái tiến trình của cái sự hình thành của ngũ quẩn á, và cái mà để mà tích tụ cho cái thức á, thấy ghê lắm, thấy sợ luôn. Là nó liên tục và nó không bao giờ được nghỉ. Cho nên chỉ có cái bậc chính đẳng chính giác mà nhìn ra và thấy ra được cái sự liên cái nguyên nhân mà để làm cho có cái sinh tử vừa ngồi thì chính là cái ái, cái tham ái. Thành ra làm nó giải cái sự đoạn diệt cái tham ái. Mà nếu mình thấy rằng là nó cái đoạn diệt cái tham ái á, thì mình thấy nó cũng là đơn giản, nhưng mà thật ra nó là cái quá trình mình cần phải có cái tích tụ cái năng lượng, cái sự thanh tịnh mới có được. Mà muốn có cái tâm thanh tịnh thì phải có cái giới thanh tịnh, cũng có cái tâm thanh tịnh để mà thấy ra rõ ràng được cái chỗ nào mà nó sanh khởi lên cái sự liên ái đó, thì đó là cái trí tuệ. Cần phải có tâm thanh tịnh, và tâm thanh tịnh cần phải có cái giới thanh tịnh. Thì vậy ba cái này nó cứ đi cùng với nhau, và chỉ có cái con đường đó mới thấy ra được cái nhân của nó để mới diệt nó được. Thì thật ra nói là diệt nó thì nó cũng không có phải gọi là nó có sẵn mình diệt, mà là nó cứ đúng cái duyên của nó, đúng cái xúc của nó thì nó thành khỏi lên. Thì cái trí tuệ sao mà bắt kịp cái chỗ đó để mà chặn nó lại chỗ đó, không có theo nó. Thì cái đó mới là cái quá trình tu của mình. Thì cái quá trình tu tập của Sơn Nhà thì mặc dù biết như vậy đó, nhưng mà cũng không phải lúc nào cũng làm được đâu. Tại vì nó quen như vậy rồi, cái thói quen của mình đó, thói quen mình chặn lại được. Thì chị rồi Sơn Nhà cũng có nói, nếu mà mình muốn ngăn chặn được những cái gì lớn á, thì mình tập ngăn lại những cái gì mà nó dễ nhất, nó thường xảy ra cho mình. Mình lần ngược nó lại thử để coi cái phản ứng của cái tâm mình, phản ứng của cái sự liên ái mình như thế nào. Thì lúc thì nếu mà mình làm ngược lại được á, thì lâu dần mình sẽ quen cái là mình không bị những cái pháp nó ảnh hưởng nhiều. Thì những cái gì nó tới á, mình có thể dễ mình nhận ra và mình bỏ được. Thì đó là cái chia sẻ của tôi nghe trong cái quá trình mà tu tập được, nó liên hệ với các bạn chính nhé. Dạ, 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 thưa quý vị. Bạn khác, tất cả bạn khác có đóng góp thêm cái phần này không? Mời quý vị lên tiếng có câu hỏi. Quý vị chị Ngọc Trân à, Ngọc Trân đó đi, chị Ngọc Trân. Cái cảm thọ đó, anh nói là cái thọ, khi mà cái thọ bình thường thì thọ, khi mà nó qua cái cảm thọ rồi á, thì thí dụ mà mình muốn biết khi mình đói với cái ấn tượng gì, tượng gì đó mà mình cái cảm thọ mình nó khởi lên, rồi khi đó mình nếu mà mình có cái chánh niệm á, thì mình nhìn ngay cái khi mà cái cảm thọ trong cái thân mình á, ví dụ là mình đang bắt một cái cảnh đó tự nhiên mình thấy mình không vui, thì mình cái lúc đó cái cảm thọ trong thân mình nó có thể là nó nóng cái mặt hay là cái tim mình nó đập đập, thì lúc đó mình có thể mình nếu mình có chánh niệm mình nhìn cái chỗ đó, mình nhìn ngay cái chỗ mà nó nóng hay là cái tim mình nó đập đập, thì lúc đó mình có thể mình biết, thì ngay lúc đó mình có thể mình dừng ngay lúc đó. Thì thí dụ cái cảm thọ mạnh nó tăng thêm nữa, thì lúc đó mình cũng thể dùng tập đó để mình dừng những cái cảm thọ đó. Như vậy là có được không, mà khi mình nhìn như vậy có được không, anh giải thích thêm chỗ này. À, dạ đúng như vậy chị Ngọc Trân, thì sự thật ra là
chị Xuân Nga đã trình bày đó, thì tất cả thì tán thán cái sự trình bày của chị Xuân Nga đưa qua cái dạng là bốn cái thực phẩm á, thì để quý vị thấy rõ rằng cái thực phẩm đó là để quý vị thấy sắc thọ tưởng hành thì luôn luôn có thức ngưng động, là bốn cái loại thực phẩm đó, thì để quý vị thấy rằng mình đang sống trên cái tiến trình đó. Và thì mình tu tập, chị Xuân Nga có trình bày là từ cái đơn giản, mình dính mắc cái điều tham luyến đó, mình chặn đứng đó bằng cách đó là mình đi quan sát nó thực tế như vậy, mình làm ngược lại nếu không có đó mình có chịu nổi hay không. Đó là những cái hình thức mình tu tập. Thì những cái điều nếu đó, nếu mà ở chỗ này mình muốn dừng ngay chỗ này, mình nhịp cái cảm thọ mà như vậy đó, thì mình không có muốn cho nó chạy qua những cái cảm thọ mà dính mắc á, thì mình dừng ngay chỗ này, thì thí dụ mình để ý ngay chỗ đó thì cái cảm thọ lúc đó nó không có mạnh nữa, thì nó dịu xuống từ từ. Thì cái đó, trong khi lúc đó nó dịu thì nó đâu có còn cái cảnh thọ mà dính mắt nha, đi cáo nữa đâu. À, thì để tôi nói thì nó là như vậy. Thì khi mình dính mắt một cái điều gì, như chị Xuân Nga trình bày đó, mình đang dính mắt một cái điều gì ha, thì mình nhờ cái chánh niệm tỉnh giác mình mới biết, còn không nó thì mình đang bị cái pháp nó dẫn mình đi. Làm sao mình biết mình chánh niệm? Nhờ chánh niệm tỉnh giác mình thấy được điều đó. Tại sao tôi phải thích cái này rồi, nếu không có tôi chịu không nổi, tôi phải chạy đi mua và tôi tìm cách tôi có. Thì chị Xuân Nga trình bày những cái ví dụ để mình thấy là cái đó cũng là cái cảm thọ. Thì mình giờ mình nghĩ mình nó không có nó mình có chịu chịu được hay không, thì có nhiều cái tùy theo cái pháp, tùy theo cái trường hợp, nó có thể mình ngăn chặn lại và có cái mình phải làm từ từ. Thì cái những cái trạng thái nó đều sanh phát sanh ra do cái thọ trước. Cái thọ thì thật ra tôi nói trong kinh Đức Phật dạy đó, thọ thì chỉ có ba cái là khổ bất lạc bất khổ bất lạc thọ, nó chỉ có ba cái đó thôi. Nhưng mình tham luyến cho nên mình cảm thọ, chính vì cảm thọ đó mình thấy không có nó, không chịu nổi. Cái lạc tôi không muốn mất, mà không có lạc thì tôi sân hận ha. Thì chính cái điều đó, thì bây giờ khi mình cảm thọ được điều đó thì đó là sự cảm thọ. Thì bây giờ mình đã tu tập, mình đã thấy được nhờ cái phương pháp tu tập, thì chị Xuân Nga nãy cũng có trình bày là nhờ phương pháp tu tập thiền tứ niệm xứ để mình thấy, mình trở lại thì bậc thánh cũng có thọ, cũng có sắc thọ tưởng hành, cũng có thức nhưng mà có tham luyến. Tại vì ngài thấy cái thọ nó chỉ là lạc khổ bất lạc bất khổ thọ, không có sự cảm thọ, cho nên thức không có chỗ an trú. Thì bây giờ mình tu tập, mình thấy cảm thọ mà mình đang có cái sự nắm bắt, có sự tư duy, thì mình biết mình trở về chánh niệm. Thì có cái mình trả lời liền, có cái mình làm không được. Thì tương tự những cái pháp mà Đức Phật dạy á, chẳng hạn nói về thọ giới, thọ nó có 3, có 5, có 6, có 18, có 36, 108. Thì thọ nó bao la như vậy, thì rốt cuộc rồi Đức Phật dạy thọ là sao? Thọ là do cái gì? Thọ này chính tại vì có cái thân này mới là có thọ. Thân này là vô thường hay là thường thì mình biết rằng các tỳ kheo nói là vô thường. Cái vô thường này nó thì sao, khổ hay lạc? Đức Phật nói khổ. Thì cái khổ này á, nếu mà cái khổ này á thì mình nghĩ rằng mình có muốn khổ hay không. Tôi không muốn khổ, tôi muốn lạc, nhưng mà nó không thành tựu. Thì chính điều đó là cái vô ngã. Cho nên Đức Phật dạy rằng tất cả những cảm thọ này là vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy các ông có nghĩ rằng cái này là tôi, cái thọ này là tôi, cái thọ này của tôi trong cái thọ này đó? Thì Đức Phật dạy đó là nhìn thấy cái vô thường, khổ, vô ngã trong những cái phần thọ, trong những cái phần sắc, trong những cái phần tưởng và trong những cái phần hành và thức. Đó là cái ý chỉ của Đức Phật dạy là như vậy. Thì cái giới để mình nhìn thấy rằng mình muốn làm được như vậy nhưng mình là không được, thì mình từ từ mình phải quán lại những cái chi phần để mình thấy là tất cả Đức Phật đều dạy là vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy có lý do nào mình nắm giữ hay không? Đó. Thì đó là cái tiến trình tu tập thôi.
thì chánh niệm tỉnh giác là con đường để mình trở về cái thật sự, không còn là cái khái niệm nữa, mà thấy cái sự chân thật. Cho nên mình thấy rằng là mình đối với tất cả những gì mà mình chấp nhận là cái sự an vui hạnh phúc của mình, nó là ở trên khái niệm. Thì từ khái niệm đó mình đi qua tới cái gì? Chân thật. Cái chân thật đó là con đường của giáo lý Đức Phật dạy. Mình nhìn qua những cái ngũ uẩn và tới cái ngũ uẩn giới để mình thấy gạn lọc, mình thấy những cái chi tiết này để mình có thể đi vào những cái pháp thực hành. Sau khi quý vị có cái niềm tin và hiểu rõ rằng cái sự sinh tồn của mình là do cái thủ ngũ uẩn nơi liên ái, thì bây giờ mình đã biết được điều đó, mình thực hành điều đó rồi, mình đi sâu vào những cái phần giới để mình thấy lý do đó. Chẳng hạn như cái thọ, mình đang dính mắc cái thọ đó ngay chỗ nào vì nó bao la. Cái sắc nó cũng vậy, cái tưởng nó cũng vậy, cái hành cũng vậy, và cái thức nó cũng vậy. Nhưng chung quy vô cùng nó chỉ là vô thường, khổ vô cả. Thì mình làm từng tự mình sẽ thấy được. Thì con đường đó tu tập của chị đó là như vậy, tôi cùng quý vị là như vậy thôi. Nhưng có cái á, không phải mình hiểu mình làm được, không có phải là mình thực hành một ngày mà được. Chính mình thực hành bữa nay được nhưng mà ngày mai không được, là tại sao? Cái tham luyến này mình tạm thời mình có thể dừng lại, nhưng tham luyến khác nó đi đến những cái chi phần khác. Nó rất là nhiều cái tham luyến chứ không phải một cái. Quý vị ổn định sự tu tập rồi, gia đình, chồng, vợ, con cái, công danh, sự nghiệp, hết cái này cái kia, tham luyến nó chi phối cả đầy đủ cái ngũ uẩn. Quý vị suy nghĩ kỹ đây, nó là như vậy đó. Thì câu hỏi của chị nói nó là như vậy, thì nó sự thật là như vậy đó. Thì cái sự trình bày kinh nghiệm của chị xin nghe, tôi cũng làm như vậy thôi, không có cái tài nào hết, mình không có làm được hết, nhưng mình từ từ mình cái tâm mình nhất hướng mình sẽ làm được đó. Hết kiếp này tới kiếp khác mình cứ việc làm sao đoạn giảm dần cái sự tham luyến. Cái đoạn diệt không phải đoạn diệt xúc, không đại đoạn diệt cái sắc thọ tưởng hành hay là thức, mà đoạn diệt những cái gì, cái sắc đó, sắc tham luyến, cái thọ tham luyến, cái tưởng tham luyến, cái thức tham luyến. Cái không phải là đoạn diệt tất cả những cái tâm, mà những cái tâm nào, những cái ngũ uẩn nào, bất cứ một cái uẩn nào có tham luyến là mình đoạn diệt ngay chỗ đó. Nó không phải đoạn diệt xúc, không phải đoạn diệt thọ. Đoạn diệt cái xúc và tham luyến. Xúc nó có nhưng mình không có tham luyến. Chỗ đó mình tu tập, chứ nếu không khéo mình nghĩ đoạn diệt là tôi lên rừng lên núi, tôi bỏ hết tất cả, tôi làm này kia, nhưng cái đó không phải. Cái đó là cái cực đoan. Đó thì tôi trình bày qua cái, nói rộng ra thêm, đó là cái kinh nghiệm đường tu của tập qua cái sự đóng góp của chị Ngọc Trân. Nếu quý vị nhìn kỹ, có phải tôi mong rằng quý vị đóng góp thêm nhiều cái thí dụ đó để quý vị làm sáng tỏ. Thì tôi xin tạm dừng lại ở đây và mời quý vị khác đóng góp thêm ạ. Cho em đóng góp thêm được chút đó. Dạ mời chị. Dạ. Ở trong này cái đoạn chót á, mình chưa có đi sâu vào. Thì đoạn chót á, thì Đức Phật có nói là cái người mà không có sự mà tham luyến á, thì cái thức á, nó không có cái chỗ an trú và không có sở duyên cho thức. Thì nếu mà không có như vậy đó thì cái thức nó không tăng trưởng, không tăng tịnh, thì người ấy giải thoát chuyên trú thì tri túc. Cái điều này em đọc mà em nổi da gà luôn, là như vậy. Là khi mà trên con đường mà tu tập của mình á, nếu mình có sự tri túc thật sự á, thì nó không vô não và cuộc sống nó rất là thanh bình. Kiểu như là người ta gọi như mình, tiếng mình cho là người dễ chịu á, người thoải mái dễ chịu á. Ví dụ như hồi nãy em nói là mình làm ngược lại đi, thì thích tất cả cái sự tham luyến á, cái đó nó là ái trước rồi, mà mình không để ý, mình cứ tưởng nó bình thường, nhưng thật ra nó đều là ái trước. Cái hạn giờ mình ăn một cái tô phở,
thì mình phải cần có rau, đúng cái tô phở đó thì nó đã được mặc định từ trước tới giờ rồi, ăn phở là phải có rau gì, phải có tương gì vậy đó. Thì bây giờ mình thử không có rau và mình ăn, thì em thấy rõ ràng cái sự phản ứng. Ví dụ như có khách, có chị em tới ăn mà bữa nào mà nó ăn phở mà không có rau, không có giá, nó chỉ thấy khó chịu lắm, nó ăn gì mà mình cho ăn gì mà không có ra gì cho em trời. Nhưng mà mình quen rồi, không ăn không thiếu không sao, để mình tập làm ngược lại những cái gì gọi là cái vị xúc của mình à, thì có cũng ăn được, không có cũng không ăn được. Nhưng mà nếu mình không tập đó thì khi mà không gặp đúng như cái ái trước của mình, nó bực bội quá chịu. À, nên nếu mà mình gặp cái gì mình ăn cũng được thì cái đó là cái tri túc, nó cái gì gọi là cái vị xúc của mình đã được chế ngự, đã được gọi là dứt bỏ từ từ á, thì mình thấy rất là thoải mái. Thì trong cái ngày á, mình ăn một lần mấy lần và mình cũng có thể thiếu một cái ớt, thiếu một cái gì đó là mình thấy khó chịu, hoặc mặn một chút, hoặc ngọt một chút, hoặc lạc một chút, mình thấy khó chịu. Thì cái đó là mình có thể mình tập được, mình tập từ cái đó nó cũng sẽ giảm đi một lần, thì người nó sẽ trở nên tri túc. Chẳng hạn như bây giờ mình ngủ ở xứ châu Âu này, mình ở Mỹ thì mình nằm chiếc đệm quen mà. Mà mình chưa bao giờ mình tập, mình thử bữa nào mình không nằm chiếc đệm, mình nằm dưới đất coi nó ra sao, mình giữ được không. Thì nếu mà mình vẫn thấy mới đầu khó chịu nhưng mà mình tập được á, thì nó dễ lắm. Khi dù lỡ mình đi Việt Nam, đi Miến Điện, mình vô mấy cái chỗ tường thiền hay là mình vô mấy cái chỗ nằm, nó đâu có được im giống như ở nhà, nằm trên miếng gỗ cứng nhắc à. Thì nếu mà mình không có cái sự mà gọi là làm ngược lại với những cái ái trước của mình đó, thì khi mà mình nằm lên như thế là coi như là mình khó chịu lắm, giờ mình không có tu tập gì được, không có tập trung được, rồi bắt đầu mình cũng có những cái gọi là than thở phàn nàn, giờ mình cũng thấy khó chịu, không có còn có một cái hứng thú trong cái chuyện tu tập. Đừng có nói tới ăn uống thì tự nhiên là mỗi xứ nó mỗi khác, rồi mình lại không ăn được. Trừ khi mà mình về cái sức khỏe, mình ăn những cái đó hại cơ thể mình thì mình không ăn thôi. À, thì những cái mà hằng ngày mà mình làm ngược lại những cái ái trước của mình á, mình thử thì chút. Ví dụ như mình thử hôm nay mình không có đi cái chỗ này mình thích, hay là như con của mình thương, nhưng mà bây giờ mình tập bớt cái ái trước với nó. Ví dụ như với nó không gọi điện thoại, mình tập thử coi nó không gọi điện thoại gì, mình như thế nào được, mình nhớ nó mình không gọi, mình cứ tập những cái gì mà mình nghĩ là mình phải làm. À, những gì mình phải là mình phải có như vậy, mình phải như vậy đó, mình làm ngược lại cái đó, mình tập bỏ thử những cái không, thì lần lần mình quen từ cái mà mình cứ quen cái sao cũng được, hay là sống sao cũng hòa hợp được, hay là không có bị dính mắc vào đó, thì cái đường tu của mình nó lần lần nó thoải mái lắm, là những cái pháp khác đó mình cũng dễ chấp nhận nó như vậy. Thì đó là cái kinh nghiệm mà mình thấy mình tập hàng ngày từ trong cái gia đình á, mình tập chơi hàng ngày từ trong cái cuộc sống mình, thành ra cái hành tri túc mà thật sự á là đúng là một cái mà nó không bất biến. Thì người nào mà không có biết cái tri túc á, lúc nào cũng phải có đầy đủ như vậy, nó phải là như vậy mình đặt ra trước, mà cái đó là cái ái trước của mình, và nó không được như vậy là bao giờ mình cũng có những cái phiền não. Tuy nhiên mình không có cái tri túc cũng có cả vật chất lẫn tinh thần, cả những cái bên ngoài cũng giống như cái bên trong. Thì đây là cái sự chia sẻ của Sương Nga, để thấy rằng cái đoạn trên thì để mình hiểu gì, và đoạn dưới vì sao mà người lại được giải thoát. Thì mình không phải giải thoát hoàn toàn hết, thì mình giải thoát được cái nào nó hạnh phúc cái đó, mình giải thoát được cái nào mình sống nó an ổn, mình thấy nó không có ổn nào là sa thú. Sự thật chị Sương Nga nói là rất là đúng, là tại vì á, là tôi đã có trình bày hai cái đoạn kinh số 5 và 11 á, thì nếu quý vị đi qua hết cái phần xứ á, quý vị sẽ nhìn thấy cái chỗ rất là tán thán chị Sương Nga, thấy chỗ chị tri túc á, lý do tại sao tri túc là cái pháp hành của chị Sương Nga nói đó, là cái sự tham luyến của mình nó đi từng tự nó như vậy, nó không còn y chỉ cái sự là sanh y tái sanh vô cái thức là tham luyến à. Thì nhờ cái thấy đó mình làm phản ảnh lại là mình tri túc, dầu nó như thế nào mình có thể tri túc kham nhẫn để
không còn u não, là cái chỗ có chìa khóa đó. Thì đó là cái sự đóng góp của chị Sinh Nga rất là thực tế trong cái đời sống của tu tập. Thì tôi thấy trong cái phần Messenger đó, cô Thu Nguyễn đó, có nói lên, có nói là nguồn gốc tạo nên ngũ uẩn này có phải đều xảy ra do sự chấp thủ vào pháp tục đế không ạ? Nếu không có sự hiểu biết theo pháp tục đế thì sẽ diệt được. Thì cái điều này đó thì nó tôi hiểu, nhưng mà quý vị cũng đang biết rằng mình nói tục đế thì nhiều người không có rõ thì nó như thế này. Thì hồi nãy giờ mình nói sự tham luyến đó, là cái tham luyến này nằm ở trên cái pháp tục đế, là tại vì những cái gì mà mình sống hàng ngày đó nó thuộc về khái niệm là cái pháp tục đế. Như thì tham luyến của mình là sự dính mắc của mình mới có ngũ uẩn. Mà chừng nào cái tham luyến của mình nó không có thì cái thức không có cái sự sanh y á, thì cái điều đó làm sao mình nhận biết được cái nào là tục đế, cái nào là chân đế. Thì cái những cái ngôn từ này á, thì nói diễn tả qua cái phần quy diệu pháp, thì tục đế là quý vị cũng biết tục đế là cái gì, là những cái gì mình khái niệm thấy. Còn nói chân đế là quý vị hình dung lại những cái cảm thọ, những cái tâm mà khi nó xuất hiện á, nó chỉ có 121 tâm, và những cái gì quý vị cảm thấy thọ tưởng hành hay là cái gì chánh niệm tỉnh giác cái gì nó bên 52 tâm sở. Thì khi mình sống trong khái niệm và mình trở về cái thực tế thì mình chánh niệm mình thấy biết cái tâm này là tâm tham, tâm này là tâm tham gì, tâm sân gì, trạng thái như thế nào, tâm thiện gì, hợp trí lý trí, thì đó hình thức là của cái pháp chân đế để mình nhận biết được. Còn qua những cái tâm sở hữu quý vị thấy xúc thọ tưởng hình tư, quý vị nhận biết được nó nằm trong trạng thái nào, đó là cái những cái trạng thái mình biết được cái chân đế như thế nào, mình biết được cái ngũ uẩn như thế nào, mình có thể nói lên là mình nhìn thấy rõ. Thì đó là tục đế và chân đế, mình phải phân biệt rõ. Thì tất cả những điều đó đó thì chẳng qua là do cái sự tham luyến của mình. Và nếu mình đi sâu vào những cái phần mà ngũ uẩn giới đó, thì quý vị sẽ thấy lần lượt những cái điều đó phát sinh. Thì rất tiếc rằng mình không có thời giờ đi hết này. Tôi đưa lên những cái này á, thì quý vị đọc những cái tài liệu này là tham chiếu, nó liên hệ những cái bài kinh Trung Bộ và những cái bài kinh khác. Thì lần lượt quý vị đọc qua và quý vị thấy rằng có những cái điều nào mà mình cần được để đưa lên cùng chia sẻ, quý vị sau này sinh hoạt những cái bài kinh khác quý vị lặp lại, thì mình có việc từng tự đi tới. Thì bây giờ để mình chấm dứt cái bài kinh sự tu tập ngày hôm nay đó, thì mình chỉ đưa đến cái ôn lại như thế này. Mình sống trong một cái đời sống của mình ngũ uẩn, nó là sắc thọ tưởng hành và thức. Thì chính cái sắc thọ tưởng hành đó thì bao giờ nó cũng có thức trong trọng, nhưng nó chung quy đó nó là một cái tâm. Bất cứ một tâm nào xuất hiện nó đều cũng sắc thọ tưởng hành thức, nó nằm ở trong hết. Một cái tâm đơn thuần nhất đó, là đơn giản nhất đó, là ngũ song thức, nó có chỉ 7 biến hành tâm sở. Một cái tâm nhiều nhất đó, nó tổng cộng hình như là tôi thấy chỉ có 38 tâm sở đi theo đó. Thì đó, những cái tâm này dầu ít dầu nhiều, từ 7 đến 38 đều có ngũ uẩn trong đó hết, nó có ngũ uẩn. Mà cái thức thì nó chia làm hai giai đoạn, một cái thức bình thường của thế gian của mình và những cái thức của bậc siêu thế. Thế gian thì có cả luôn cái phần những cái tầng thiền sắc giới. Thì quý vị thấy những cái điều đó, lần lượt quý vị tu tập làm sao quý vị lần lượt bỏ những cái sự chấp thủ. Chấp thủ quý vị thấy cái gì nó đang thể hiện của mình, mình thấy có phải mình cần thiết trong cuộc sống mình hay không, nó có sự thật là mình phải có nó mới sống được hay là không. Thì mình nhìn cái chỗ đó, mình lần lượt bỏ những cái tham lái tham liếng, mình đoạn giảm dần tất cả những cái gì mà mình nghĩ rằng không có nó mình không chịu nổi. Mình thực hành những điều đó thì mình mới có thể đi dần lần lượt đoạn tận, xuất ly những cái tham luyến ở nơi
12 xứ, à, cái xúc, cái tọ, cái tưởng, cái hành và cái thức, cái đó. Nơi nào có những cái tham luyến, chẳng hạn như bài kinh Đức Phật nói trong bài kinh Đại Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy trong cái phần mà Tứ Thánh Đế khổ tập, Đức Phật nói nơi nào, ở đâu có sự nhãn nhĩ tỷ thiệt thân mà có sắc thân ái. Sắc thân ái là có tham luyến, tức là nơi sáu mắt, sáu căn của mình có sự tham luyến thì nơi đó là tập khổ. Cảnh bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp, chỗ nào có tham luyến, có sắc thân ái, tức là nơi đó là khổ tập. À, căn trần thức xúc sở sanh thọ tưởng tư ái tầm tứ, Đức Phật dạy 10 cái chi phần trong cái tập khổ á, thì quý vị nếu mà quý vị dùng chi pháp của cái động tốt tâm á, à, tôi sẽ trở lại cái phần đó sau. Tại sao khi mình thấy tâm tham mình nắm bắt như thế nào, rồi tại sao có cái tâm tưởng nó xuất hành hiện như thế nào, có tâm tư như thế nào trong cái động tốt tâm, à, rồi ái nó xuất hiện như thế nào trong động tốt tâm, tầm nó thể hiện như thế nào trong tầm trong động tốt tâm, tứ nó thể hiện như thế nào trong động tốt tâm, và cái tham luyến đó, nó đến cái sự dục á, dục tưởng, dục sân, dục tầm, dục hại đó, nó như thế nào trong động tốt tâm. Thì trong cái tương lai nếu quý vị thích để nhìn thấy chỉ rõ cái động tốt tâm nó đang thể hiện khi nào, thì quý vị sẽ thấy rằng mình có thể chánh niệm và mình có thể dừng lại. Mình đang đối diện với nó, mình mới giật mình trở lại và mình có thể làm được. Và lần lượt mình sẽ thấy mình sẽ có thể làm được. Nếu không, quý vị sẽ không thấy những cái điều đó để mình có thể đoạn giảm dần những cái sự tham luyến đó. Thì tôi chỉ giới thiệu những cái phần đó thôi. Thì ý tôi muốn nói như vậy đó là con đường tu tập mình đó, nó trải nghiệm rất là nhiều. Quý vị thiết tha, quý vị thành thật tâm, quý vị đọc kinh, quý vị lắng nghe và hãy tư duy áp dụng đối diện vào cái thực tế, cái đời sống sinh việc của mình hàng ngày, cái tâm mình xuất hiện thì mình mới thấy được mà mình mới có thể thực hành được một phần nào. Còn không, quý vị không có chánh niệm tỉnh giác, những cái hoàn cảnh nhân duyên mà mình nói rằng cái điều đó là an vui chân đế, cái khái niệm cho cuộc sống của mình đó, thì cũng được, quý vị cũng được tốt, là quý vị không có làm hại người, không hại mình, không hại cả hai, thì điều đó quý vị cũng có một cái phần an vui hạnh phúc. Nhưng mình đi đến cái giai đoạn này mình phải nhìn xa thêm một chút, quý vị sẽ có một cái phần phấn đấu, có cái thù thắng để vượt qua những cái khó khăn trong kiếp này, vì kiếp sau quý vị không biết, còn mình không biết còn có cái may mắn nào nữa hay không. Thì tôi nói lên những điều này để mình tâm tịch. Thì sự thật ra quý vị thấy điều đó, dầu quý vị thực hành được nhiều hay ít thì quý vị luôn luôn sống với một cái tâm luôn luôn an vui hạnh phúc, dầu không có ai chung quanh quý vị cũng luôn luôn hạnh phúc. Quý vị thử thực hành đi, dầu khó khăn gì, bao nhiêu trở ngại chung quanh mình cũng thấy an vui hạnh phúc. Thì đó là lời chân thành của tôi nói cùng quý vị, là tại vì quý vị hầu hết trên cái room này là những người lớn tuổi hết rồi. Thì tôi đó là những cái lời chân thành. Thì tôi cũng xin dừng lại đây. Thì bài kinh hôm nay á, mình dừng ở đây. Thì những cái chi tiết về giới á, của ngũ ứng á, thì quý vị đọc để hiểu, để tham khảo, và sau này có những cái sự cần để nói rộng ra thì có những cái bài kinh lần lượt mình sẽ được nhắc lại, tôi với chị Xuân Nga sẽ lần lượt nhắc lại. Thì tôi xin dừng lại, và quý vị có đóng góp có điều gì hay không, nếu không thì mình hoàn lễ và xin mời quý vị ạ. Quý vị đóng góp lên, đây là cái vấn đề mình tu tập chia sẻ, không có phải sự thuyết pháp đâu quý vị. Quý vị mạnh dạn nói lên, và mời quý vị ạ. Chị Lợt, chị Vô Lai, chị Nga, Vô Lễ. Sao tôi hỏi tên mấy người? Cái Phật Pháp thì nó rất là mênh mông. Nếu tôi
thì nhớ nhớ không nổi nữa, nhưng mà qua cái phần của chị xin chia sẻ đó, thì mình thấy những cái điều đó nó rất là thực tế trong cuộc sống của mình đó. Thì hàng ngày mình chỉ nhìn thấy mình làm như vậy, mình ráng mình chánh niệm tỉnh giác để mình thấy ra những cái điều đó, để mình ráng mình bỏ được, mình thay đổi được cái gì, những cái thói quen của mình đó. Nó rất là, cái phần này nó cũng là khó, nhưng mà mình ra được chỗ này, mình hàng ngày mình cứ tu tập chánh niệm, mình làm như thế từ từ thì nó cũng bớt, không phải là không được đó, đúng như vậy. Chỉ có cái đó thôi, mình làm thôi hàng ngày thôi, mình nhìn thấy chỗ đó mình làm hàng ngày thôi, là mình ráng mình chánh niệm mình làm thì nó cũng được hết, không có gì mà khó. Nhưng mà thấy thì nếu mà cái thói quen mình nó khó thì mình cũng nhìn ra chỗ đó để mình ráng mình tinh tấn hơn chút, mình để mình thay đổi cho nó tiến bộ hơn vậy đó. Cứ nhìn ra hàng ngày, cứ nhìn đi anh chơi vô đó là chết rồi. Cái gì á, thấy chị Sinh Nga nói cái gì đó, chị Ngọc Trân nói cái gì đó là đúng, nhưng mà đó nó khó làm lắm. Đó là mình phải có chánh niệm thật, thật sự chánh niệm, mình thấy nó nghịch trên cái tâm mình, nó nghịch trở ngại cái ưu á, chưa đến cái sân thôi là mình biết mình phải để ý, mình phải dừng lại, mình phải chi túc lại cái chỗ đó là mình có nên tiến tới hay là không, mình dừng lại ngay chỗ đó. Thấy là nó thực tế trong cuộc sống đó, là tại vì tất cả những pháp sinh lên là do xúc, căn trần và xúc, mà nó phát sinh là cảm thọ. Nó chỉ có đơn giản ba cảm thọ: hỷ là quý vị thấy rằng cái điều đó quý vị đã thích, nó tương ứng đến cái tâm hành của mình và cái thích của mình. Cái gì mà nó không thích đó, ha, thì đó, nó đưa đến cái trạng thái ưu, đây có nghĩa là mình không hài lòng. Và một cái trạng thái thứ ba đó là bất lạc bất khổ, là mình không có để ý. Nó ba cái trạng thái đó thôi. Nhưng mà khi mình có những cái tâm hành, có những cái phản ứng, phản xạ lại những cái pháp đó, tức là những cái liên ái đó, những cái tham liên nó đang phát sinh. Nói như vậy thôi, chẳng hạn như chị Sinh Nga nói vô uống cà phê mà mình thiếu cái gì một cái đó, là mình thấy nó không hài lòng, phải không? Đó là cái tâm sao? Cái tâm không hài lòng là cái tâm ưu á, nhưng mà nó chưa đến nỗi sân. Nhưng mà đi qua ưu á là nỗi sân, thì mình biết là mình đang phải chống trả lại cái điều đó. Mình thấy là chi túc lại, cái điều này nó không có được không? Bây giờ tôi nhịn cà phê được hay không? Bây giờ người ta rủ mình đi chơi, mình thích đi chơi, mình không thích đi chơi mà mình thích người ta vì làm vui lòng người ta, mình có thể dừng lại được hay không? Hay là người ta nói một câu nói hơn, mình thấy lúc trước á, mình nói lại cho đã, mình về mình suy nghĩ, mình nói không được, suy nghĩ tại sao gặp gọi điện thoại để nói. Bây giờ mình thấy mình có thể dừng lại được không? Người ta nói xúc phạm mình một lời nói, mình có thể dừng lại được không? Mình vừa có cái ý để phản ứng lại, nhưng mình dừng lại. Những cái điều đó là tu tập thể hiện thấy cái tâm mình. Nó không có xa, chứ mình nói thao thao bất tuyệt là mình không có làm. Chị Sinh Nga nói như vậy, chị Sinh Nga thực hành, tôi cũng có gì thực hành thì mới có thể ly tham, có thể đoạn diệt dần. Đoạn diệt cái gì? Đoạn diệt cái bức xúc đó, cái nắm bắt đó, cái chấp thủ đó. Nếu mình làm điều đó, nó là mình tức là mình chấp nhận cái này là thương, nó không có thương, nó là vô thường. Chính vì mình chấp nó thường cho nên mình khổ, mình chấp nó phải uống cà phê như vậy, phải có cái này cái kia, chính là cái khổ. Mình làm không được hài hòa, không có ha, không có giờ thì nói sao, mình bức xúc, nó là cái vô ngã. Tại sao như vậy? Mình thực hành những cái pháp đó, Đức Phật nói nó như vậy thôi, rất là đơn giản, nhưng mình không thực hành được là tại vì cái tham liếng đó, tùy miên từ cái tham, từ miên từ cái sân, từ cái si. Chính vì những cái đó nó làm cho mình không thấy được cái sự thật. Nói như vậy, Đức Phật, quý vị đọc kinh, quý vị thấy là tôi lặp đi lặp lại, nó hình như là thuộc lào, là tại vì mình đã đọc tới đọc lui và mình đã từng đã thấy được như vậy, nhưng mà mình thực hành không được. Nhưng mình tâm niệm mình thấy là mình đã nhớ được những điều này. Khi mình bức xúc điều này, mình nhớ được đây là vô thường, khổ, vô ngã. Không phải là mình thấy xuông mà mình đọc xuông, mình nhớ xuông mà mình thấy nó là như vậy, thực tế là nó như vậy thôi, nó đang sống trong con người của mình. Đó thì cái tâm không phải là cái tâm, cái thói quen mình là cái tâm vô nhân, nó cứ xuất hiện, cái luồng tâm nó xuất hiện cái... Nó hai phần chị, nó hai phần. Khi mình thấy trước á, là mình thấy lạc khổ, bất lạc bất khổ, tức là cái tâm quan sát của mình đó là tâm vô nhân. Nhưng khi mình cảm thọ đó, nó chỉ thấy là lạc khổ, bất lạc bất khổ, thọ
ba cái đó thôi đó, cái tâm quan sát mình đó là cái tâm vô nhân, chỉ thấy hỷ lạc ưu, ba cái đó là do nghiệp quá khứ của quý vị, tâm thiện và tâm bất thiện đã thực hiện trong quá khứ. Mình thấy cảnh, mình thấy pháp nó lại, thì đương nhiên ba cái trạng thái thọ đó nó đang xuất hiện, và tâm quan sát thọ xả nó nằm trong một cái trạng thái tâm vô nhân. Nhưng mà khi mình cảm thọ, tức là vô động tốc tâm, là tại vì có cái sự luyến ái, thì tham luyến, hay là mình làm điều thiện, là mình tu tập, mình thấy điều này là điều thiện, mình muốn tăng trưởng, mình muốn phát huy cái tâm thiện của mình, mình muốn phát huy cái sự đoạn diệt cái tham luyến cái này, hay là mình chống trả lại, mình không phải chống trả, mình làm cho đúng mình, để mình ngăn ngừa lại, mình tri túc lại ha, thì đó là hoàn toàn vô động tốc tâm đó. Hai cái đó khác nhau, quý vị phải phân biệt rõ ràng đó, là quý vị thấy được là quý vị có thể tu tập được nó nhanh hơn. Quý vị phải phân biệt kỹ, quý vị học quý vị pháp thì thật quý vị, tôi nói quý vị mấy năm về trước tăng chi bộ, tương ưng bộ này hoàn toàn là nằm trong quý vị pháp. Tôi chia sẻ những cái bài kinh này đó, thì nói qua thì quý vị không có ai học quy diệu pháp, người nào không học quy diệu pháp thì có, nhưng mà học quy diệu pháp á là nói dễ nhận lắm, nó nằm ở trong đó cái gì. Rồi dạ mô Phật, thôi bây giờ chắc cũng quá giờ ha. À, chị Xuân Nga có đóng góp gì thêm không chị Xuân Nga? Dạ đủ quá. Đủ. Thì bữa nay thì cũng may mắn mình cũng nói chuyện nhau cùng nghe được, thì dầu có kỹ thuật trở ngại gì mình cũng được có cái buổi tu tập ấm cúng này, thì cũng không quên đó. Thì mình hồi hướng cho chư thiên, giờ mời quý vị chắp tay cùng tôi hồi hướng. Dạ xin mời quý vị. Mô Phật, chúng con xin chia điều phúc báo tu tập này về chư thiên trên long thần, hộ pháp chư thiên cõi trời tứ thiên vương, đồng điều phúc báo nhau cả thảy. Chúng con cũng xin chia điều phúc báo tu tập này về tất cả các bạn tu tập trong nay, tăng bằng biến thuộc cha mẹ hiện tại, thừa hưởng phúc báo nhân thiên sống lâu, ăn vui hạnh phúc, thành công trong cuộc sống, phát triển trí tuệ để đoạn giảm phiền não. Chúng con cũng xin hồi hướng phúc báo này về ông bà cha mẹ quá giảng nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, dầu quá sanh cõi nào cũng thừa hưởng phúc báo nhân thiên sống lâu, ăn vui hạnh phúc, thành công trong cuộc sống, chống độc Phật pháp tu tập để đoạn giảm phiền não. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. 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 Xin chào. Dạ. Cảm ơn tất cả. Dạ. Cảm ơn tài. Xin chào tất cả. Dạ. Xin chào.